Đừng có để đến lúc mình bắt chước loài mèo hen nha, kêu cùng Hương hen 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 hen, thế là không được rồi. Xin chào tất cả các bạn. Đường đường là MC Rương Bách Thú thân thiết mà ông ấy đít lại cứ bắt mình là giả giọng con mèo bị hen, vớ va vớ vẩn. Dù là mình cầm tinh con mèo đấy, chính xác là con hổ, nhưng mà không phải là mèo hen đâu các bạn nha. Còn bây giờ thì mình xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên channel Không Giới Hạn New. Những loài động vật mà có bệnh như là em mèo này thì sẽ được làm nhân vật chính trong video của chúng ta ngày hôm nay. Mà mèo bị hen thôi là còn nhẹ đấy nha, có nhiều em động vật bệnh còn nặng và kinh khủng khiếp hơn nữa. Và để biết xem cụ thể nó là cái gì và cách chữa trị nó ra làm sao thì các bạn hãy theo dõi video ngày hôm nay đi. Thực ra là có thể mình cũng không biết cách chữa đâu. Thế thì các bạn nhớ like, share và subscribe Không Giới Hạn New nhiệt tình lên nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1, cá mập gù lưng. Mở đầu tiết sinh học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải phẫu về loài cá mập, kẻ được mệnh danh là đồ tể của đại dương. Nhìn qua thì có thể thấy rằng là chúng nó ghê gớm như thế này. Mình đang tự hỏi rằng là bệnh quái gì có thể vận được vào chúng nó nhỉ? Theo một nguồn thông tin tào lao đến từ anh Edit cũng hết sức là tào lao, cá mập gù lưng là do ngày xưa chúng nó chơi rất là thân với mèo. Thấy con mèo nó cong lưng lên, thế là chúng nó cũng làm theo, xong rồi bị gù lưng luôn các bạn ạ. Có thể là cá mập đã quên mất một điều, đó là mèo là một dạng chất lỏng, thành ra là mèo nó chui vào đâu cũng được, còn cá mập đú đởn theo thì xong kết quả như thế nào các bạn cũng đã thấy rồi đấy. Câu chuyện này quả thực hết sức là tào lao, các bạn đừng có như anh Edit nhá, lấy tình trạng bệnh tật của em nó ra trêu chọc là vớ vẩn rồi. Quay trở lại với chủ đề chính, về những em cá mập bị gù lưng. Mặc dù chúng nó gù là thế nhưng mà mình vẫn rất là sợ cá mập các bạn ạ. Để mình quăng anh cameraman bất tử xuống quay hình cho các bạn cùng xem. Cho đến nay, các nhà biển học của chúng ta đã phát hiện được tổng cộng là 35 cá thể cá mập bị gù lưng. Người ta dự đoán rằng chúng bị gù do các chấn thương hoặc là do mất cân bằng về dinh dưỡng. Lý do là bởi đa phần các trường hợp bị bệnh đều là cá mập nuôi nhốt. Nhưng mà ở chật thì liên quan quái gì đến bệnh tật các bạn nhỉ? Con người chúng ta không săn mồi thì không sao, chứ với một hung thần đại dương như là cá mập mà lại phải căm hờn trong củi sắt như thế này, sớm muộn gì chúng nó cũng sinh ra bệnh mà thôi. Với những em cá mập đang ở tuổi dậy thì, đang tuổi ăn tuổi lớn mà bị nhốt trong thủy cung, cơ thể chúng nó sẽ phát triển ngắn lại. Có một điều các bạn cần phải ghi nhớ, đó là cá mập là một loài cá sụn, xương của chúng không phải là xương thật, nên việc này ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc cơ thể của cá. Thì đơn giản là các lớp sụn sẽ bảo nhau trồi hết cả lên. Trong cá mập bị gù không khác gì những em lạc đà các bạn ạ. Khi bị gù thì cá mập sẽ đau đớn, chán ăn, thậm chí mất cân bằng dinh dưỡng rồi gù thêm. Nhiều người cứ nghĩ rằng xương cá mập dễ biến dạng thì chỉ cần thả chúng về tự nhiên là xong, tự gù được thì tự nắn già cũng được chứ đúng không? Thế là họ lại nhầm to rồi, vì có ai bệnh tật tự khỏi được đâu, toàn phải dùng thuốc hoặc là đi khám bác sĩ thôi. Thế nên mình mới bảo là các cụ dạy cấm có sai. Có bệnh là phải vái tứ phương, bệnh nhẹ thì uống thuốc, nặng hơn thì đi tiêm. Còn nặng nữa ấy, là phải phẫu thuật cơ. Mỗi em cá mập gù lưng muốn được đi phẫu thuật chỉnh hình thì đều phải tốn đến cả triệu đô. Đúng là tiền thì không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì chắc chắn là vất vả vô cùng luôn. Thế nên là các bạn nhiệt tình cày view vào nha. Mỗi một người biết về chứng bệnh này sẽ thêm một cơ hội giúp cho cá mập được chữa trị. Số 2. Cá mập ung thư. Ô lại là cá mập à? Hóa ra đồ tể cũng mắc lắm bệnh thế nhỉ? Cá mập gù lưng trông đã cực kỳ lạ rồi, thế mà chúng lại còn cả bị bệnh ung thư nữa. Mà theo những nghiên cứu của Cục Ung thư Thế giới, tỷ lệ cá mập mắc ung thư là siêu nhỏ. Lý do là bởi trong bộ gen của cá mập có một khả năng thần kỳ. Đó là tái tạo lại các DNA giống như nhân vật Groot trong Vệ binh Giải Ngân Hà thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Đặc biệt, khả năng này rất phổ biến ở cá mập trắng. Cụ thể là khi có một đoạn DNA bị lỗi và gây ra bệnh ung thư, một số gen của cá mập sẽ nhanh chóng phát hiện ra lỗi và giúp chúng có thể tự sửa chữa được, thậm chí là cả bệnh ung thư. Tuy nhiên, nếu như lỗi DNA mà phát triển quá nhanh thì đương nhiên là chúng cũng quá nguy hiểm luôn, khi đó thì cá mập cũng ung thư như thường. Những khối u này sẽ nhanh chóng gây nguy hiểm, thậm chí còn khiến cho cá mập giảm tuổi thọ và làm tăng tỷ lệ về với đất mẹ của chúng. Đơn giản là vì mọc u ngay ở phần mõm thế này thì ăn uống ngon thế nào được. Trông nó cũng tương tự như bị nhiệt ý, không ăn thì sẽ đói, mà ăn thì nó cứ trà sát vào vết thương, khó chịu kinh khủng khiếp. Không chỉ ăn khó mà kiếm ăn cũng khó, vì cục u này nó vừa to, vừa nặng lại còn vừa xấu. Mà chúng còn tiếp xúc với nước biển lâu ngày, nghe thôi đã thấy là đau hộ em nó rồi các bạn ạ.
không chịu được đau thì phải đầu thai sớm thôi. Đấy, lũ cá mập ung thư nó khổ sở là thế, mà vẫn nhiều người không tin cơ. Người ta cứ nghĩ rằng cá mập có thể chữa được bách bệnh. Có lẽ cũng từ niềm tin này mà người ta đã phát minh ra món súp vi cá mập. Kéo theo đó là hệ quả, mỗi năm số lượng cá mập bị săn bắt có thể lên tới khoảng 100 triệu con, số liệu của Đại học Dalhousie. Khai thác nhiều là thế, lợi nhuận kinh khủng là thế, nhưng mỗi khi cắt vây xong thì xác của cá mập lại bị vứt ra giữa biển. Không có vây giúp chúng giữ thăng bằng thì đúng là chỉ có đợi đầu thai sang kiếp khác mà thôi. Khổ thần quá, vì vậy nên là mình kịch liệt phản đối tất cả những món ăn có nguồn gốc từ động vật hoang dã các bạn nhé. Mọi người cũng nên làm như thế đi. Số 3. Mèo hèn. Anh chị nào đã từng thấy cái meme con mèo như thế này thì điểm danh cái xem nào. Có lẽ là không cần phải nói quá nhiều thì các bạn cũng biết rằng bệnh hen là một căn bệnh vô cùng phổ biến ở cái giống lắm lông mang tên hoàng thượng. Ngay ở phần đầu video, ông Edith cũng đã bắt mình giả tiếng mèo kêu nhưng lại là mèo bị hen. Nếu như không may mắc phải chứng bệnh này, chúng sẽ thường phát ra những dấu hiệu như là thở khò khè, ho ra thành tiếng, nghe giống như thế này đây. Đôi khi chúng còn nôn ói nữa các bạn ạ. Nhìn khổ thật nhở, con người bị hen còn kêu thế nữa là mèo. Bệnh hen thì cũng khá là phổ biến ở mèo, thường gặp phải do môi trường sống không được vệ sinh. Hậu quả là tuổi thọ của chúng sẽ bị giảm xuống. Hoàng thượng mà sớm băng hà thế này thì con dân chắc chắn là không thể nào ăn ngon ngủ yên được rồi. Bạn nào đang là con sen của lũ mèo này thì nhớ vệ sinh cho chúng nó đàng hoàng nhé. Đừng có để đến lúc mình bắt chước loài mèo hen nha, kêu cùng thương hen 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 hen, thế là không được rồi. Số 4. Mèo hai đầu. Mèo hen thì cũng khổ đấy, nhưng chắc chắn không thể kinh bằng mèo hai đầu rồi. Ý mình là mèo hai đầu là hai đầu thật nha, chứ không phải là quái vật ba đầu này đâu. Chắc là nhiều bạn ở đây cũng đã biết rằng mèo hai đầu là một loại dị tật bẩm sinh, xuất hiện khi mà mèo mẹ mang thai song sinh cùng trứng. Đa số những em mèo hai đầu đều sẽ chết yểu, bởi vì dị tật này cũng nguy hiểm như tình trạng quan hệ cận huyết thống. Phải nói rằng đây là một điều quá sức kinh khủng, thế mà đôi khi phép màu vẫn xảy ra. Đó là trường hợp của em mèo hai đầu có tên là Franken... Nói chung là tên em này dài quá các bạn ạ. Mọi người nhìn trên màn hình nhé. Em mèo này được biết đến với tuổi thọ cao bất thường, lên tới hơn 15 năm. Chắc là do đẻ vào năm 1999, đúng năm con mèo. Thành ra là em mèo này được các tổ tiên đãi ngộ cho nó sống đến tận năm 2014. Vào năm 2012, Franken Louis đã được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là loài dị tật sống lâu nhất thế giới. Thôi thì thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, có chết mà mang theo cái danh hiệu này về với tổ tiên là cũng mãn nguyện rồi. Số 5. Ếch quỷ. Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai. Ôi, chú ếch này có tấn... Lú quá các bạn ạ. Nó có tận 4 mắt luôn. Không lẽ em này bị cận thị rồi là đeo kính nên mới thành 4 mắt hay sao ta? Chuyện là trong quá trình phát triển của loài ếch, một vài em ếch đột biến nhầm các bạn ạ, rồi tạo ra những em ếch có mắt trong miệng như thế này, trông có đáng sợ không cơ chứ. Ngoài ếch 4 mắt ra thì một trong số những kiểu đột biến đáng sợ đó là ếch nhiều chân. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do một loài ký sinh trùng kỳ lạ có tên là Rabeoia. Cái con này thì vô cùng là túng thiếu, thành ra là phải ăn nhờ ở đậu. Chúng ký sinh trong các thân chủ qua nhiều vòng đời. Vòng đầu tiên, chúng ký sinh trong ốc sên, chúng ăn cơ quan sinh sản của ốc sên. Rồi khi mà nhà của ốc sên hết đồ ăn rồi, ký sinh trùng sẽ bơi ra ngoài và xâm nhập vào cơ thể của một con nòng nọc. Kể từ giây phút này, nhân vật chính của chúng ta bị ký sinh trùng điều khiển. Khi đã ở bên trong cơ thể vật chủ, ký sinh trùng sẽ ăn chất dinh dưỡng. Điều này làm cho DNA của ếch bị rối loạn. Ký sinh trùng Rabeoia sẽ điều khiển những đôi chân dị tật này để có lợi cho chúng. Trông khổ thực sự luôn. Đó, và như các bạn cũng đã thấy, động vật thì cũng mắc bệnh giống như là con người. Từ những loài ghê gớm như là cá mập đến những loài mà thấp bé nhạy cần như ếch cũng có thể bị mắc bệnh, nên là các bạn phải cực kỳ cẩn thận nhé. Đã là bệnh tật thì không chừa một ai, không chừa bất kỳ sinh vật sống nào. Dịch Covid-19 cũng đang có những dấu hiệu vô cùng là nguy hiểm, đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội. Vậy nên mình cũng không biết là mong mỏi gì hơn ngoài việc chúc tất cả các bạn cùng với gia đình có một sức khỏe thật là tốt và thật là an toàn trong mùa dịch lần này. Còn bây giờ, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.